Chương trình xe cũ thì hôm nay Sơn xin giới thiệu cho anh em một chiếc Honda Jazz. Đây là một cái xe hatchback cỡ A hạng nhỏ. Đây là Sơn đi xem qua một chút xíu về ngoại thất của xe để anh em coi này. Đó, xe còn rất là đẹp, như tình trạng như là mới ở trong showroom mới ra này. Đó. Bên Sơn thì có rất là nhiều các hãng xe ký gửi bán, thì không riêng gì về Toyota đâu. Rồi, xe này thì sản xuất 2018. Xe cá nhân đã sử dụng được 42.000 km rồi. Đấy, và xe này thì hiện tại bên Sơn đang chào bán là 540 triệu. Giá này là giá là còn thương lượng anh em nhé. Xe rất là đẹp, xe được cam kết là không bị tai nạn đâm đụng ngập nước, đã được kiểm tra 176 hạng mục rồi. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Sơn để Sơn đưa những cái thông tin chi tiết hơn. Và xe này thì anh em nếu mà chưa đủ tài chính thì chỉ cần đưa trước cho bên Sơn khoảng tầm 178 là mình nhận được xe rồi đó. Đấy. Rồi, xin chào các anh em nhé.